Vừa qua, đoàn đã cùng với các con, các cháu cụ làm lễ tế ba tuần thành phục để các con báo hiếu cho cụ đến đây đã là viên mãn. Giờ phút này đây, nảy xin trân trọng kính mời toàn thể các cụ công, các bà, các anh, các chị, là anh trên, em dưới, con cháu nội ngoại gần xa, nội thân bên cha với ngoại thân bên mẹ, ai trên đầu có vành tang trắng, tập trung vào trong nhà để theo một nhân viên của trong đoàn bưng bát cơm quả trứng ra trước hương án tiền để làm lễ báo ơn. Sau đây màn cúng cơm xin phép được bắt đầu. Con cũng cha biết bao thì cha đã chẳng còn. Ai có ngờ đâu chỉ một cơn gió thoảng qua để rồi cha xa rời tất cả. Dụ sạch bụi trần cha về với cõi yên. Để chín chữ củ lao từ nay các con biết lấy gì báo đáp. Xin mời cha mỗi khi ngày rằm dỗ Tết thắp nén hương thơm. Mong cha biết được về sang hèn cha đừng chê bát cơm quả trứng xứ quê phục hồng tình người cha ấm áp như vầng thái dương ngọt thì ngào như dòng nước trôi đầu nguồn suốt đi đời vì còn gian nan ân đi tình nhì đậm đi sâu bao nhiêu cha hỡi cha hiền kính yêu. À, con nhớ mãi ngày tháng qua kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng như hoài tuổi thơ bên bao gian khổ ngày đêm cha chăm nói mong y muốn con được lớn khôn nay cho con đi còn nhớ những ngày ấy những nghi đêm trường khi xa và cha nằm ôm con đi sưởi ấm những cánh nhì dài nhẹ nhàng nhì hôn con đi và cha khẽ nói này con yêu ơi các con hãy nhớ hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con nuôi chờ bao giờ dỗi nghèo thì cho sạch sạch sao cho thương những nghe lời của cha năm xưa cháu con nguyện nghĩ sâu trong tim cha hỏi cha về sợi đông
những nghi lời của cha năm xưa. Cháu con nguyện nghỉ ghi sâu trong tim, cha ơi cha biết nhiều. Đêm mi thương nghề mời cha sưởi cơm, cha ơi. Cha về cha sôi cơ cha. Yeah.
anh ơi, em mang ra để cung cấp đi cho vong hồn của anh nhé. Cha ơi, người ta thì còn ôm còn đau, còn cha chẳng ôm chẳng đau. Còn cha đến chiều thì con mất cha, vợ mất chồng, cháu thì mất ông trên đời. Cha ra đi đột ngột bất ngờ, cha chẳng giận vợ, cha cũng chẳng giận con, chẳng giận cháu. Đêm đêm đây là đêm cuối cùng các con lập đàn chẳng, các con bao yêu cho cha, chúng con tế cho cha tuần rượu tuần cơm, các con tế cho cha tuần nước tuần trầu bao mấy bia. Cha ơi, bao mấy bia cha về rồi không đi cha. Thắp đèn ba liên thắp hương đi, các con cùng cảm ơn đi tiễn biệt cha đi. Cha ơi, đêm hôm nay các con trai gái dễ trời kia
yêu lâu luôn mà lòng con đau buồn. Chào y cơm đây trường đây anh em con dâng cúng cho hồn cha. Thân yêu con đây chúng con đã tiễn cha rồi. Bây giờ có bưng nước giót, có bưng nước giót anh em con mời cha đây. Trời cho sinh chúng con ra được mấy anh chị em. Cha mẹ sớm hôm vất vả tảo tần nuôi chúng con khôn lớn lên người. Nên hôm nay nước con có bát ăn bát lẻ, có bát cơm thơm, có bát cơm thơm để cha lại bỏ vợ cha bỏ con. Đêm hôm nay các con gọi cha mà gọi chồng đau xót quá cha. Đón đoàn nhạc hiếu về nhà.
mô Phật. Trước là thờ tổ, sau là thờ bóng mô Phật. Hai tay thắp ngọn đèn trong mô Phật. Trước là thờ tổ, thờ bóng trong nhà mô Phật. Chúng tôi các cụ trong làng mô Phật. Có một dạy mòn mang ra thương đoàn mô Phật. Mong đoàn cố gắng nhận tình mô Phật. Làm tôi nên để dạy viện cháu con mô A Di Đà Phật. Cụ ơi, con xin nhận lấy giải tiền. Con chúc cho các cụ bạn tử trong xóm trong làng hai chữ bình an Di Đà Phật. Cha đã nuôi con đi bằng hai đôi bàn tay, con mẹ đã nuôi con bằng đôi dòng sữa ngọt, bằng dòng sữa ngọt lấy cha mẹ nuôi con, đã nuôi con, đã nuôi con tới ngày con lớn. Hãy subscribe.